Vâng, tôi Ngô Độc Đáo xin kính chào toàn thể các anh các chị ạ. Bây giờ ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến anh chị một chiếc bình hoa mai bằng chất liệu là gỗ nu hương rất là tuyệt vời ạ. Em mời các anh chị cùng vào thưởng lãm bình hoa này cùng chúng em đi chị nhé. Và nếu mà anh chị yêu thích tác phẩm này thì hãy liên hệ đến số điện thoại hotline của Tượng Gỗ Độc Đáo là 0938 410 333 để có thể sở hữu một bình hoa mai siêu đẹp này ạ. Vâng, em xin phép quay gần hơn để chị cùng ngắm nhìn bình hoa mai này. Bình hoa mai chất liệu là gỗ nu hương, có kích thước là cao 96, rộng 43 và chiều sâu là 45. Với chiếc bình có đường kính là 40 chị nhé. Và giá của bình hoa mai này là 42 triệu nên bao phí vận chuyển cho chị rồi ạ. Vâng, với những cái chiếc bình hoa mai như này thì là chúng em được cái bình này là liền nguyên khối chị nhé, bình là liền. Còn lại những cái cây mai thì đa phần đến 99% là chúng em đều phải ghép cây. Bởi vì cái việc mà các cái tán cây xòe như này, việc ghép thì nó sẽ tạo thêm cái độ đẹp hơn cho tác phẩm rất là nhiều. Và em mời anh chị cùng ngắm nhìn hoa nu của cái bình này. Hoa nu rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Hoa nu, nu đây là nu cám nha chị nhé, nu cám kít này, rất là đẹp, rất là giá trị luôn ạ. Đó, các anh chị có thể thấy là cái tỷ lệ nu rất nhiều, bên cạnh đó là những cái đường vân chớp này. Vâng, đường kính bình lên đến 42 là rất là to luôn ạ, rất là to đẫy đà. Vâng, tỷ lệ nu rất nhiều luôn. Đấy, các anh chị thấy những cái đường hoa nu này, chất gỗ rất là tuyệt vời. Anh chị trưng bày những cái bình hoa như này ở trong không gian gia đình mình, vừa tô điểm được cái vẻ đẹp từ không gian, khiến cho cái căn phòng của mình lúc nào cũng rất là rực rỡ, lúc nào cũng có hoa đúng không ạ? Vâng, và mình lại còn lưu giữ lại được một cái phôi gỗ, một cái bao, một cái bình nu hương rất giá trị như này. Đặc biệt là cái phôi nu hương bây giờ giá trị rất lớn như chị nhá, và rất là hiếm có rồi. Thế nên là cái chị có thể sở hữu những cái bình như này thì không bao giờ sợ mất giá trị. Bình hoa và bên dưới này còn chúng em còn có những cái cành hoa lan rất là đẹp nữa. Anh chị có thể thấy là từng cái cánh hoa này, từng cái cánh hoa đều được gọt tỉa vô cùng sắc nét. Vâng, được làm hoàn thiện hoàn toàn bằng tay. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng, hoa nu thì không còn gì để chê rồi. Em sẽ đưa lên những cái nhánh hoa để chị có thể nhìn ngắm kỹ nhé. Từng nhánh hoa chúng em được làm gọt tỉa rất là sắc nét luôn ạ. Làm từng chiếc cánh một đấy, anh chị thấy không ạ? Đưa những cái mũi đục gọt ốp những cái cánh hoa này, sau đó là còn tạo sần cả trong cánh này. Vâng, hoa rất là dày, rất nhiều hoa luôn ạ, siêu nhiều hoa. Và một bình hoa quá là đẹp luôn ạ. Anh chị yêu thích bình hoa mai này thì hãy liên hệ chúng em nhé. Anh chị thấy không ạ? Một bình hoa với những cái bông hoa dày đặc như này. Đó, anh chị thấy không ạ? Hoa được chúng em làm tứ diện bung tỏa ra. Vâng, càng ngắm càng thấy mê đắm những cái bông hoa. Vâng, khiến cho không gian của gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập mùa xuân. Trên đây còn có một đôi chim tích ti uyên ương. Rất tuyệt vời luôn ạ. Đó, tứ diện đều là hoa như chị nhắc. Hoa tỏa ra bốn phía nên các chị có thể trưng bày bình hoa này ở vị trí trung tâm ngôi nhà, có thể làm cho cái căn phòng của mình vừa đẹp vừa rực rỡ. Vâng, một bình hoa mà mình mua một lần nhưng mà chơi được cả rất là nhiều năm ạ. Đó, các chị thấy không ạ? Những cái bông hoa, những cánh hoa được làm rất là giống thật. Rất là nét luôn chị nhá. Những cái cành này này hay là những cái búp này này chúng em đều phải gọt tỉa hoàn toàn bằng tay hết ạ. Gọt tỉa bằng tay để nó có được cái độ sắc, những cái góc cạnh nó sắc nét như này như chị nhá. Còn nếu mà để mà có thể dùng máy thì những cái đường nét này nhìn nó sẽ bị tù và nó sẽ không có cái độ sắc như này được đâu ạ. Toàn bộ là gọt tỉa bằng tay nên là nó có cái độ rất là sắc. Chị nhìn cả cái bình bên dưới. Vâng, đây là đằng sau đây, em sẽ lùi lại để chị ngắm được tổng thể. Đó, hoa rất là rực rỡ và đẹp.
Đây là một chiếc bình được vê bằng tay với những cái phần thân rễ bên dưới, chúng tôi cũng tạo được những cái đường rễ này lan tỏa ra xung quanh. Vâng, một bình hoa mai lan như chị nhé. Vâng, hoa mai ở trên và một cái cành lan ở bên dưới, rất là giá trị, rất là đẹp mắt ạ. Mời các chị một lần nữa cùng ngắm nhìn tác phẩm này của chúng em ạ. Bình hoa lan chất liệu là gỗ nu hương, có chiều cao là 96, rộng 43 và chiều sâu là 45. Đường kính bình là 40 chị nhé. Vâng, 40 là đường kính của chiếc bình này, với giá là 42 triệu nên bao phí vận chuyển ạ. Anh chị yêu thích bình này thì có thể liên hệ đến số điện thoại của đội gỗ Độc Đáo để đặt hàng anh chị nhé. Vâng, với những cái chiếc bình, những cái tác phẩm bằng chất liệu gỗ gốc như này thì chúng em chỉ có duy nhất một thôi. Nên là anh chị nào yêu thích mình hãy nhanh tay liên hệ để có thể sở hữu được tác phẩm này nhé chị nhé. Vâng, các anh chị có thể liên hệ đến số hotline là 0938 410 333 hoặc 0983 936 273 để đặt hàng. Hoặc cần thêm tư vấn gì thì anh chị cũng có thể liên hệ đến chúng em ạ. Vâng, và em rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi các tác phẩm của bên em. Các anh chị có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ với shop, và nếu yêu thích tác phẩm thì hãy ủng hộ tác phẩm bằng một lượt thích, một lượt chia sẻ và những lời bình luận vào video như chị nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cho chúng em ạ để có thể cập nhật được những tác phẩm mới. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các chị rất nhiều và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo.